hướng dẫn làm thủ tục visa Bỉ cùng lữ hành Việt Nam. Bạn đang lên kế hoạch khám phá đất nước Bỉ xinh đẹp với những thành phố cổ kính, sô-cô-la trứ danh và bia tuyệt hảo. Ngoài ra, Bỉ còn nổi bật với những lâu đài huyền bí, công viên nghệ thuật độc đáo và nền văn hóa phong phú khiến mọi du khách phải say mê. Để chuyến đi trở nên dễ dàng hơn, hãy cùng Lữ hành Việt Nam tìm hiểu toàn bộ quy trình làm visa du lịch Bỉ, từ hồ sơ cần chuẩn bị đến những lưu ý quan trọng giúp tăng tỷ lệ đậu visa nhé. Thời gian để hoàn thành visa Bỉ là khoảng từ 2 đến 4 tuần. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ làm visa Bỉ trọn gói tại Lữ hành Việt Nam, quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Hồ sơ làm visa Bỉ bao gồm giấy tờ chứng minh lý lịch bản thân gồm hộ chiếu, còn hạn 3 tháng tính đến trước ngày sinh và còn tối thiểu là 2 trang trống. Tờ khai sinh visa đã điền đủ thông tin. Hai ảnh thẻ theo kích thước chuẩn, bản sao hộ khẩu, giấy tờ minh chứng tài chính như sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, sổ đỏ hoặc bản lương, giấy tờ minh chứng lịch trình gồm giấy xác nhận đặt phòng máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, lịch trình du lịch và bảo hiểm du lịch đối với người xin visa theo diện đi du lịch. Với những người xin visa Bỉ với mục đích đi công tác cần có các minh chứng công việc như thư mời của công ty ở Bỉ, quyết định cử đi công tác cùng một số giấy tờ khác tùy trường hợp cụ thể. Với đối tượng thăm thân Bỉ, trong thủ tục xin visa còn cần giấy đăng ký kết hôn, ly hôn, thư mời từ người thân hay bạn bè ở Bỉ và hồ sơ của người mời. Quy trình làm visa Bỉ tại Lữ hành Việt Nam. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3. Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4. Hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5. Theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6. Trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Ngày nay quả là không khó để có thể tìm ra các địa chỉ cung cấp dịch vụ làm visa Bỉ. Và Lữ hành Việt Nam tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu về việc hỗ trợ, cung ứng dịch vụ làm visa Bỉ uy tín, chất lượng bậc nhất. Với cách thức hoạt động chuyên nghiệp, nhân viên dày dặn kinh nghiệm về các thủ tục visa, chúng tôi dành tất cả tâm huyết của mình để chứng minh rằng đây là một nơi đáng để bạn gửi gắm niềm tin. Hãy để Lữ hành Việt Nam tiếp bước cùng bạn trên mọi chuyến đi nhé!